tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng có mặt tại một tuần khác, phải nói rằng là nó bị lãng quên. Rất ít người ở Hà Giang và rất ít khách du lịch biết đến cái con thác này. Đây là con thác ở đèo gió, người ta gọi là thác tiên. Hôm nay Thắng có may mắn được đi Xí Mần và được chứng kiến cái con thác này. Trước thì Thắng cũng được nghe kể về con thác này, nhưng mà hôm nay mới được thấy tận mắt. Phải nói là nó rất là hùng vĩ, đổ từ trên thác nước xuống khoảng chừng hơn 60 mét. Và nó có hai làn thác, một thác nhỏ và thác to. Ở đây thì rất là lạnh. Dưới đây anh em là mặc quần thì áo thun, nhưng mà phải nói là cực kỳ lạnh. Mà các bác thấy một cái thảm thực vật ở đây, nó được cái những cái hơi xương ấy, hơi nước ấy, nó rong rêu, nó rất là phát triển. Và như là tối hôm qua ở đây cũng có một cái trận mưa nó rất là lớn, nên là thác nó đổ rất là hùng vĩ. Thắng giới thiệu qua để cho các bác biết là khi nào các bác có cái thời gian mà đi Xí Mần, các bác có thể trải nghiệm cái đèo đó, một trong những cái đèo mà cao xếp hàng. Hôm nay Thắng chỉ đến đèo đó thì lần đầu tiên thôi, nhưng mà có thể nói rằng là nó cao, ở cái độ cao phải kéo về hơn cả Mát Thị Lèng, rất là cao. Hình như là thấy nói rằng là 1600 hay 1700 vượt cái đèo gió này và xuống đây là cái thác tiên. Đây là Thắng quay cho các bác biết được là cái thác tiên nó đẹp như nào. Đó, đây là toàn cảnh cái thác tiên. Đấy, đi cùng em Phen Phen. Đây có cái cả cái cây đổ. Mưa to quá. Đấy. Thác tiên. Ông kia là ông gì nhỉ? Ông vọng Nguyệt à? Đây là cái ông câu cá ấy. Đấy. Đẹp dã man. Đây họ làm một cái cầu. Phen đi cả ra kia. Đâu cá voi đâu? Ở đây là nó có hai cái cây gỗ. Cây gỗ mà Thắng cảm thấy là nó chắc là nó rất là to, và chắc là ngày xưa là nó bị gãy hay là nó đổ, và bây giờ nó vẫn ngâm ở dưới cái dòng nước này. Nước lạnh à? Wow, đây. Tuyệt vời. Đây là cái những cái bọt nước nó bắn lên, phải nói là khủng khiếp luôn các bạn. Đấy, thác này cao theo Thắng đoán kéo còn hơn cả 60 mét. Ui giời, đấy đấy đấy, các bạn thấy chưa? Wow, không biết là camera nó còn rõ không, nhưng mà đây mù mịt luôn. Cái thảm thực vật ở cái chỗ này mà được cái hơi nước với cả những cái bọt nước nó bắn lên, tuyệt vời luôn. Wow, wow. Đẹp thật. Phải nói Hà Giang nó là một cái mảnh đất hội tụ rất nhiều những cái phong cảnh. Rồi là lúc đầu Thắng cũng không nghĩ là nó có một cái khu vực nước nó lớn như thế này đâu. Đấy, như một dòng sông luôn đổ xuống. Đấy, nó phen phen, nó còn lò dò ra kia. Ướt hết quần áo rồi. Mát thế. Wow, các bác thấy cái bọt nước nó bắn lên ghê gớm không? Kìa lạnh rồi, kìa lạnh rồi. Mày ra được cái ông kia không? Câu cá này. Hết cần rồi. Nhìn thấy con người nhỏ bé trước thiên nhiên, các bác thấy quá nhỏ bé. Không ở đấy à? Lạnh á?
Thắng sẽ ra tận nơi đấy cho các bác xem nhá. Bọt nước bắn lên khủng khiếp luôn. Đây, các bác thấy những cái cây dương xỉ, những cái cây ấy ở đây suốt ngày bị ẩm ướt. Đây, tối qua như kiểu có gió bão nó đổ xuống đây. Đẹp thế. Không ngờ đây lại có cái cảnh suối đẹp thật. Trước kia thì Thắng cứ nói rằng là Hà Giang là một những cái mảnh đất hội tụ những cái đẹp. Nhưng mà phải nói bây giờ lội xuống đây rồi, cái cảnh ở đây như tiên đấy. Lạnh thế, nước đá. Wow. Mát thế. Wow. Lần đầu tiên Thắng đến đấy. Ở đây họ có đục cái ông ngồi câu cá. Ngồi. Ngồi. Gỗ gì đây? Mày đứng đứng lại cho kia anh chụp cho một cái ảnh kìa. Ướt hết rồi. Đẹp quá. Thắng sẽ cố gắng đến gần thác hơn để cho các bác biết được. Đây họ đục luôn tượng đá ở đây. Úi rồi. Úi rồi. Wow. Wow. Rồi Thắng đã đứng lên. Úi rồi. Wow. Điện thoại của Thắng ướt hết rồi. Thắng thử đi sang bên kia để quay cái hướng nghiêng cho các bác xem nhé. Về cái thác này nhá. Thác tiên. Trên đèo gió. Thắng đã từng đến cái thác Háng Đề Trơ ở Yên Bái rồi. Nhưng mà Háng Đề Trơ nó không có cái khung cảnh được đi xuống nó thuận tiện. Ở thác này thì là có đường đi xuống thuận tiện cực kỳ luôn. Đây này, một khu thiên nhiên rất là đẹp. Trơn lắm các bác ơi. Ra kia để quay nghiêng cho các bác xem này. Đổi nước. Uầy. Ướt hết rồi. Wow. Ôi vào đây rét thế. Chỗ này là chỗ ít bị ấy nhất nhờ. Rét nhờ. Đây trên này vẫn còn có thác nữa này. Thác này còn mạnh hơn cái thác của bên Cao Bằng. Mạnh hơn cả cái thác con ở bên Bản Dốc. Thác này là nếu mà đổ ra ấy, thì cái thác con ở Bản Dốc làm sao bằng được. Đây nó đổ lượng như nước nhiều này cơ mà. Mấy chục mét thì trên cao. Bọt nước tung trắng xóa. Đây là
tôi ở đằng kia. Đứng ở chỗ kia lạnh không? Lạnh lắm nhỉ. À? Chỗ kia giống kiểu đứng ở giữa trời mưa ấy. Ờ. Lạnh đã bắt một việc. Gắt hết rồi đấy. Trên này à, phải nói là nếu mà nhiệt độ đang đo thì khoảng 18 đến 20 độ thôi. Trên đèo đèo gió Đắc Tiên này. Đó. À? Có một cái lán ở dưới đấy, chỗ để cho người ta đi cắm trại ấy. Đẹp tuyệt vời. Nhiều nước nữa nó chảy ra đấy đấy. Điện thoại mở hết camera rồi. Bật bức mưa. Thác này gần như là rất ít người du lịch nhỉ? Không có. Không có người. Tại vì cái tuyến đường này anh em Thắng đi nó cũng rất là khó khăn. Vượt qua cái đèo, các bạn nhìn đấy là vượt qua một cái thảm thực vật rừng già ấy. Nếu mà có những cái ngôi nhà mái cọ ở đây thì họ chắc chắn là sẽ có những cái ngôi nhà rong rêu. Thế nên là cái đường đi nó rất là vắng. Từ huyện Quang Bình đi huyện Xí Mần nó rơi vào khoảng 45 cây số. Nhưng mà rất hiếm người đi. Đó. Thác này tuyệt vời. Như sóng biển luôn nhỉ. Phun sương đấy kìa. Chỗ này mà trồng phong lan thì tuyệt vời. Chỗ này không cần các bác biết là cứ đưa phong lan về đây thì tuyệt vời luôn. Này, sương nó tạt lên rất là mạnh. Tí nữa nằm cái ở chỗ biển kia chụp cái. À? Không làm việc nhà dậy chết đâu, chết thật đấy. Nằm đấy cái là chỗ này làm du lịch mới là chuẩn này. Nhưng cái chỗ này nó ngược đường đi bốn huyện cao nguyên đá này. Nếu mà chỗ này mà trong cái cung bốn đường bốn huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ thì cũng là chỗ này nhất tỉnh đông. Cái thác này mà nó nằm ở trên tuyến đường đi cao nguyên đá Đồng Văn thì thôi rồi, không phải bàn nhờ. Sáng to có cầu vồng này, cầu vồng ấy, có cầu vồng ấy. Cây nó như này mà. Anh đang chụp ảnh không? Có, tí anh phải chụp cái đấy rồi chứ. Vứt giày bên kia. Đây sóng như kiểu biển luôn. Đây vẫn có đá đỏ ấy. Có đá đỏ ở đây đấy. Đá đỏ đây thôi. Nhưng mà không phải. Đá phải đỏ. Đá phải tặng luôn. Cho ước. Đây chủ yếu thanh anh thôi, thanh anh trắng thôi. Wow. Anh ra kia đi, vào đây. Vừa quay vừa chụp nha, đang quay đấy. Ôi giời. Cứ đây rồi các bạn, ôi giời ơi. Rồi, di chuyển ra kia đi. Đi ra chỗ ông tướng kia đi. Tuyệt vời. Ướt hết như đi tắm rồi các bạn.
bác. Đó. À. Vâng. Lạnh quá. Lạnh quá. Cái anh lên cũng chết bây giờ. Khách du lịch khách du lịch họ chỉ đứng ở trên cầu thôi các bác ạ, chụp ảnh nhưng mà chỉ có veng veng thôi, Tân Thắng bị ướt hết như này. Ow. Sao sờ sao hả thấy nhưng mà anh sờ đầu quá trời rồi, cá to quá giật bất cần đi rồi, đưa hết rồi, đưa hết rồi, lạnh quá rồi. Ôi mù chế đấy anh ơi. Mù say thôi. Lượn hết rồi. Đây à, sóng như sóng biển luôn. Thôi ra nhá, ra còn đi về. Ủa. Đang giữa mùa hè các bạn ạ. Được cảm giác cái mùa mà như kiểu mùa đông ấy. Như kiểu đi giữa trời mưa ấy nhở. Mặc dù thời tiết là nắng ấy nhá. Nhờ. Lên còn lạnh ấy. Không có ai tham quan du lịch giống anh em mình không nhở. Nước lạnh thật. Lạnh như nước đá thật. Đã tiêu đến 23 triệu rồi. Ôi, bác nào có đi và trải nghiệm những cái cung đường đi tình cờ có đi qua Xí Mần, các bạn có thể rẽ qua cái thác này để trải nghiệm cái mát mẻ. Đấy, mùa đông thì chắc là không thể vào đây được, còn mùa hè thì nên vào đây, mát lắm. Chỗ này nếu mà bình thường theo Thắng nghĩ là phải có cái biển cấm tắm ở đây. Không nhiều người ta không biết thì vào đây họ biết đâu họ tắm ở đây. Đấy. Không thấy có cái biển nào cấm tắm ở đây. Nhá. Phèng ơi. Có cái biển nào cấm tắm không? Là không có chỗ nào khô rồi. Thế là dày ấy. May dày để đây còn khô ấy. Đã còn có cái dày khô. Đẹp thật đấy. Một cái cây mà bao nhiêu cái cây khác nó mọc lên đây rồi. Bao nhiêu cây ăn bám theo à, rong rêu. Nó do là mát mẻ nó mới như vậy. Hai mươi phút anh em mình trải nghiệm ở đây lạnh như nước đá. Đây người ta gọi là thác tiên nhá. Bác nào đến đây thì cứ tìm cái địa danh là thác tiên ở Xí Mần. Nếu mà nóng nực quá các bác nên lên trên này.
Ở đây ẩm ướt mà rong rêu mọc ghê thật. Dạ. Rong rêu mọc ghê thật. Em phải nói là diệt bé nhỉ. Do đi khám phá kiểu gì mà ướt hết cả người. Trời không mưa lại có mưa. Đây, về rồi. Thác tuyệt vời. Ướt hết người luôn. Hả? Em mang quần áo không? À. Lên thay quần áo cho đỡ ướt. Đẹp lắm, ở đây nó có một cái rừng trúc các bạn ạ. Đi xuống. Thôi, Thắng kết thúc video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào video tiếp theo. Trải nghiệm ở Thác Tiên, đèo gió, tuyệt vời, rét luôn, quá ghê gớm. Úi trời, nãy đây cái bậc này nó trơn lắm.